mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái tay nhỏ nó không có đánh bắt được nhiều, còn tay lớn nó kéo lên à, cá đối với con quá trời luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đã có bài học kinh nghiệm chưa ạ? Dạ đúng là đi te lớn hủy hoại hệ sinh thái thật sự luôn. Đi te lớn rất là hủy hoại hệ sinh thái. Nam mô A Di Đà Phật. Hủy hoại hệ sinh thái lắm quý vị ơi. Cá cơm cá đồ lên hết. Cá đói con đáng lẽ nó phải được lớn lên, nó to lên, nhưng mà nó bị đánh bắt luôn. Em bé đã bị giết chết. Đó. Thế nên đó quý vị ủng hộ tôi ôn giải cứu cá ở trên tè đó là tốt nhất. Phước đức này nó vô cùng lớn. Một ký cá này người ta chỉ bán có 10.000 đồng. Nhưng mà không biết sao cô đó bán 50 bao nhiêu đây nè. Hồi nãy nghe là 10.000 nhưng mà bán là 50. Nếu mà nhiêu đây mà 50.000 mà cứu được cá sống thì sao? Rất tốt đúng không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ngày mai con hứa con không mua cá này nữa. Bởi vì không chịu ăn. Mua cá về chỉ có gà ăn thôi, vịt không chịu ăn. Vịt đòi ăn tôm tép. Sao kỳ vậy tụi con? Ăn cái này cũng được mà. Mấy con vịt này tạo nghiệp gì tụi nó mà tụi nó không ăn. Nó chê. Nó chê. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy con ngỗng này cũng ác lắm. Nó không ăn, nó không cho vịt đụng tới luôn. Vịt chỉ ăn tôm tép, vịt không ăn mấy món này rồi. Ngỗng cũng vậy. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả quý vị là Phật Di Lặc. Nhưng quý vị không ủng hộ tôi ôn giải cứu chúng sanh, sao quý vị có thể thành Phật Di Lặc được? Tâm quý vị là tâm Phật, nhưng quý vị chưa thể thành Phật. Bởi vì quý vị có lòng yêu thương từ bi với tất cả chúng sinh, nhưng việc quý vị làm chưa đủ.
tiêu anh bất đắc dĩ phải mua để gieo duyên với người ta đó, tạo cái cảm tình ấn tượng từ ban đầu, mai mốt có đi te chung giảm giá được đồng nào đỡ đồng đó. Giờ người ta chỉ có cái này thôi, cá này người ta bỏ nhưng mà mình vẫn mua về cho vịt ăn, vịt cũng chê. Vịt ơi vịt, ngỗng ơi. A Di Đà Phật.